cái đường này ấy, thì nó là từ trước ấy, lúc mình làm đây là công trình này nó rơi vào tầm độ 5 tháng rồi, thì nó đã rất là bẩn với cả đi lại nó rất là khó khăn. Thì mình mong muốn là cái đường này nếu mà được thì để là nhanh chóng làm được. Bây giờ dân ở đây người ta cũng vào ở một số hộ rồi, người ta cũng rất là ngại khi đi lại con đường này, nhất là ngày mưa gió là đi lại nó trơn, với cả nó gạch đá là nó cũng rất là nguy hiểm, nhất là vào cái buổi tối đèn điện không có. Theo em thì cái đường đi này lúc mà trời nắng ấy thì nó cũng chỉ hơi hơi sóc thôi, nhưng mà lúc trời mưa thì cái bùn nó ướt là nó lầy lội đi là cũng khá khó, thì cũng dễ bị ngã. Thế nên là em mong muốn là họ làm một cái đường gọi là phẳng phẳng chút để học sinh bọn em đi cho nó dễ không.